Chào mừng anh chị em đã trở lại với Man City Homies. Đây sẽ là nơi đem đến những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị và những nhận định sâu sắc nhất về đội nửa xanh thành Manchester. Hãy đăng ký kênh, ấn rung chuông, chia sẻ video và chúng ta sẽ bắt đầu bản tin ngày hôm nay ngay bây giờ. Liverpool 1 đều Man City, chia điểm kịch tính. Trận đấu trên sân Anfield diễn ra đúng với tính chất của một trận cầu siêu kinh điển mới của bóng đá nước Anh. Trong những phút đầu tiên, Man City là đội thi đấu có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên sau đó Liverpool dần chiếm lại quyền kiểm soát bóng và bắt đầu có những pha tấn công sắc nét về phía khung thành của City. Trong lúc thế trận đang giằng co thì Man City bất ngờ có được bàn thắng từ một tình huống cố định. De Bruyne bất ngờ thực hiện cú đá phạt góc xẹt để Stones âm thầm xâm nhập vòng cấm trước khi đệm bóng cận thành mở tỷ số. Ake góp công không nhỏ trong bàn thắng này khi cầu thủ người Hà Lan đè mặt Mark Allister tạo ra đường băng thông thoáng cho bộ đôi của chúng ta phối hợp ghi bàn. Tuy nhiên, chính anh lại là người báo hại đội khách trong khoảng thời gian đầu hiệp 2. Phút thi đấu thứ 47, Nathan Ake chuyền về lỗi trong khi Ederson chưa kịp băng ra. Nunez dùng tốc độ thoát xuống và Ederson buộc phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền và trao cho thủ môn City một chiếc thẻ vàng. Trên chấm 11m, Mark Allister không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng dù Ederson đã đổ người đúng hướng. Trong hiệp thi đấu thứ hai, cả Liverpool và Man City đều có khá nhiều cơ hội và thậm chí bóng đã tìm đến xà ngang và cột dọc nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm cả. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là một đều. Liverpool tụt xuống vị trí thứ hai khi có 64 điểm như Arsenal nhưng lại kém về hiệu số. Trong khi đó, Man City đứng thứ 3 với 1 điểm kém hơn pháo thủ và The Cop. De Bruyne tức giận với Pep Guardiola. Kevin De Bruyne đá chính trước Liverpool, nhưng ngôi sao người Bỉ không tạo ra tầm ảnh hưởng. Anh thậm chí bị Pep Guardiola rút ra ngoài bằng Martial Kovacic ở phút thi đấu 69. Với một cầu thủ xuất sắc và khao khát thi đấu như De Bruyne, việc sớm rời sân khiến anh không hài lòng. Do đó De Bruyne đã phàn nàn quyết định đó với huấn luyện viên người Tây Ban Nha trong lúc bước ra ngoài đường biên. Anh đồng thời tiến hành trao đổi với trợ lý huấn luyện viên Juan Manilo trước khi chấp nhận an phận ngồi trên băng ghế dự bị. Vài phút sau, Guardiola đến nói chuyện với tiền vệ ngôi sao của mình, nhưng cầu thủ 32 tuổi vẫn tỏ ra thất vọng vì bị thay ra sớm. Sự thay đổi của Guardiola tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích huấn luyện viên Man City vì rút De Bruyne ra ngoài, phần khác cho rằng cầu thủ người Bỉ nên ra sân vì thi đấu quá tệ. Tuy nhiên, phát biểu sau trận trên beIN Sports, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho biết việc thay Kevin De Bruyne ra sân mang tính chiến thuật. Khi được hỏi về sự tức giận của cầu thủ 32 tuổi, Pep cho biết: Tôi thích nó, cậu ấy đã vui vẻ trở lại rồi. Tôi thích cái cách cậu ấy tức giận. Cậu ấy sẽ có cơ hội trong trận đấu tiếp theo để chứng minh rằng tôi đã sai lầm như thế nào. Cập nhật mới nhất về tình hình chấn thương của Ederson. Pep Guardiola đã đưa ra thông tin cập nhật đáng lo ngại về chấn thương của thủ môn Ederson sau trận hòa của Manchester City trước Liverpool. Ederson bị thương khi phạm lỗi với Nunez và ngay sau đó được thay thế bởi thủ môn số 2 là Steven Ortega. Đó là một đòn giáng nặng vào Man City trong trận đại chiến tại Anfield cũng như hành trình đầy khó khăn phía trước của The Citizen. Pep Guardiola cũng đưa ra cập nhật về chấn thương của thủ môn người Brazil. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha thừa nhận đó là một vấn đề đáng lo ngại cho đội bóng của chúng ta. Trông nó không ổn, Pep nói. Trong khi đó, bình luận về pha bóng nói trên, ký giả Nick Wright của Sky Sports nhận định một tình huống tuyệt vời với Ederson nhưng Ake lại không giúp ích được gì vì đường truyền về thiếu lực, một pha bóng thực sự tai hại nghiêm trọng. Người trong cuộc nói gì về pha bóng tranh cãi của Jeremy Doku? Mặc dù trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa, nhưng đội chủ nhà sẽ rất cần với chiến thắng nếu VAR không từ chối trao cho Jacobs một quả phạt đền ở những phút cuối trận sau pha bóng đầy tranh cãi của Jeremy Doku. Cụ thể, Jeremy Doku đã có tình huống cao trần đạp thẳng vào ngực của Mark Allister. Homies tin rằng nếu đây không phải là màn đại chiến đầy căng thẳng thì chắc chắn một quả phạt đền sẽ được trao. VAR can thiệp ngay sau đó, nhưng họ không cho De Kops được hưởng phạt đền vì không đủ bằng chứng để thay đổi quyết định không phạt đền.
Và tất nhiên, đây là một chủ đề được bàn tán nhiều sau trận. Theo Sky Sports, lý do trọng tài Atwell từ chối pha đền vì cho rằng chân của Doku đã ở vị trí hợp lệ khi cầu thủ người Bỉ cố phá bóng. Tuy vậy, cựu trọng tài Maidin cho rằng đó là một quả phạt đền cho Liverpool. Gary Neville cũng đồng tình với Maidin. Doku đã rất may mắn, tôi tưởng cậu ấy sẽ tạo nên rắc rối cho City. Neville nói, cậu thật may mắn Doku ạ. Cựu trọng tài người Anh nói thêm, còn huấn luyện Klopp thì bình luận cực kỳ gay gắt về pha bóng này. Đó là một quả phạt đền đối với tất cả những người làm bóng đá trên hành tinh này. Nếu bạn không nghĩ vậy, có thể bạn không phải là một người làm bóng đá. Huấn luyện viên người Đức tức giận nói. Trong khi Klopp và Dean phản đối quyết định của trọng tài, thì một nhân vật đã lên tiếng bảo vệ City. Bất ngờ thay, đó là huyền thoại Roy Keane của Man United. Tôi nghĩ các quan chức VAR đã có quyết định đúng đắn. Chân của Jeremy Doku đã ở vị trí hợp lý, Keane nói. Pep Guardiola tin trò cưng có thể trở thành huấn luyện viên giỏi. Kể từ khi cập bến sân Etihad vào năm 2019, Rodri đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của City khi cùng đội bóng này giành nhiều danh hiệu cao quý. Pep thậm chí còn tin cậu học trò có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi trong tương lai. Pep Guardiola nói, tôi luôn tin rằng những tiền vệ phòng ngự giỏi có thể trở thành những huấn luyện viên giỏi. Các cầu thủ chạy cánh dựa vào hành động như một tiền vệ trụ phải nhìn trận đấu từ góc độ rộng hơn. Rodri có thể làm được điều đó, nó phụ thuộc vào mong muốn của cậu ấy và liệu cậu ấy có muốn như vậy hay không. Bây giờ cậu ấy là một cầu thủ tốt hơn rất nhiều so với khi mới đến. Khi mới đến đây, cậu ấy còn là một đứa trẻ và bây giờ đã có kinh nghiệm thi đấu, có những khoảnh khắc ấn tượng và những khoảnh khắc tồi tệ. Cậu ấy đã trở thành một cầu thủ hàng đầu và thực sự quan trọng đối với chúng tôi. Bản tin của Man City ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các anh chị em The Citizen. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.